chào quý vị, đây là buổi chiều ngày 1 tháng 8 năm 2016. Tôi và xã tôi đang về trước đợt gỗ mun đây. Và chúng tôi đang đứng tại xưởng mộc chuyên đóng gỗ mun của chúng tôi. Và chúng tôi chuẩn bị dựng lên 5 chiếc tủ áo gỗ mun. Và 5 chiếc này thì cũng đã đều có trong đơn hàng rồi. Trong đó có 4 chiếc là của anh Sơn. Vợ chồng anh Sơn đã đặt chúng tôi cái mẻ gỗ mun này từ rất lâu rồi. Và một chiếc là một khách hàng nữa cũng mới đặt chúng tôi, tổng cộng là 5 chiếc. Thì 5 chiếc này mục đích là quay sơ bộ lên để anh Sơn và một khách nữa là đỡ sốt ruột. Là chúng tôi đã làm lên đến phần cơ bản này, đã dựng được đến phần khung và đã đang bắt đầu lắp cánh. Còn lại chỉ lắp nốt cái phần trương ở trên nữa là xong. Tất nhiên là còn căn chỉnh và đánh giáp còn lâu, nhưng mà cho bây giờ là đi được đến 70% chặng đường rồi. Và cũng để báo cáo quý vị luôn là đồ gỗ Đức Hiền thì chuyên các sản phẩm gỗ mun, từ bàn ghế giường tủ bàn thờ ghế ăn là chuyên làm gỗ mun rất chuyên nghiệp. Và chúng tôi luôn cam kết, thứ nhất là tuyệt đối là điều quan trọng nhất là không vẽ vân và không dùng hóa chất để tẩy. Và những sản phẩm thì rất là đa dạng. Đây quý vị có thể thấy là làm gỗ mun thì đến những cái mùn chua thì nó đen xỉ. Và cái mùn chua đây. Còn bé bên này chính là làm gỗ vụn. Cái xưởng này chuyên tủ áo cả gỗ vụn và gỗ mun. Những cái phần mà màu sáng ở góc kia đấy chính là các cái phần đang làm gỗ vụn của chúng tôi. Còn đây là đang là làm vào các cái phần ngăn kéo gỗ mun. Cái đống này là mấy chục cái đợt, các cái đợt này cũng còn gỗ mun hết luôn. Để cho thông thường thì các cái tủ áo gỗ mun thì chúng tôi thường làm là bên ngoài gỗ mun, còn các cái phần khuất là gỗ vụ. Nhưng có một số khách hàng yêu cầu đặc biệt là thêm tiền vào để có thể nói là 100% gỗ mun, thì chính là 5 chiếc tủ áo này là đang làm theo đơn yêu cầu đó. Tất nhiên là cái giá thành nó đã lên quá cao. Còn nếu như làm tự do thì hầu như chúng tôi cũng không dám làm như vậy, bởi vì những cái phần khuất bên trong này cũng không cần thiết. Đấy là theo cái cách nghĩ của tôi như vậy. Tuy nhiên là một số khách hàng mà không sao, sẵn sàng đầu tư thêm. Bởi vì các bác nói rằng là cái đây là nhu cầu của từng khách hàng nó sẽ khác nhau. Cho nên là cái tôi cũng sắp hết pin rồi. Tôi rất tiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và tôi sẽ từ từ tôi đi ra cái bãi còn đang hong phơi gỗ ở đằng sau đây. Và lúc nào hết pin cũng là tạm biệt quý vị luôn. Đây đang bạt ngàn các ghe ván gỗ mun xếp đầy tường đây. Và đây là những cái chồng gỗ mun đang xếp ngàn ngạt đây. Và những cái ván thanh cánh. Đấy, ở những cái lần gần đây nhất là tôi. Còn đây là những cái ván đợt này, đợt tới sẽ dựng tiếp độ 6 chiếc tủ áo nữa bằng gỗ mun. Thì đấy là những cái mẻ hồi đây. Và cái mẻ hồi vân sáng này thì giống như là mấy cái chiếc rồi. Một chiếc là về bác sĩ Hải ở Viện Bỏng Quốc gia. Một chiếc là dành cho một khách hàng ở khu Saga của Phú Thọ. Một chiếc là... và hai chiếc là cho một khách hàng ở Hải Dương, khu Tuệ Tĩnh Hải Dương. Và chắc là quý vị đã nhìn đã thấy đủ gỗ mun rồi. Và trước khi dừng clip thì để thay đổi không khí một chút. Hết pin.